Xin chào các bác, nãy bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa phun đơn 40 JBL 715, cấu hình chơi cho các bác bát 40NG335 các bác nhé, và chép 750 neo bi. Với một cấu hình này cho các bác về chơi đám cưới, sân vườn, đánh sự kiện thì rất là hay. Với cái bát 335 này đánh rất là khỏe các bác nhé. Hát karaoke các bác chơi mọi dòng nhạc thì đánh rất hát rất rất là tiếng, rất là sáng, chống sâu, đánh uy lực các bác. Ở đây thì em lên cho các bác là cái thùng phun đơn 715 JBL. Thùng này thì không lạ lẫm gì với các bác rồi. Thùng này là phong thùng sự kiện các bác nhé. Thùng này bên cửa hàng nhà em thì làm là đặc và nép các bác nhé. Đấy, có ke nóc này. Đấy, mua thì em tặng cho các bác rắc các thứ đầy đủ. Con này của nó thùng của sơn sần chống nước này, tay sách ở hai bên các bác nhé. Hậu là sau nước sơn rất đẹp các bác nhé. Form trước là lưới của nó sẽ như thế này. Hai thanh thông 10 phần mặt trước này, để cắm cọc loa phần dưới đáy. Em cho các bác kích thước thùng này nhé. Thùng này nó cao khoảng 75, sâu khoảng là 45 hoặc 46 gì đấy, ngang rồi rơi vào tầm khoảng là 43 các bác nhé. Em áng chừng đúng không? Em áng chừng kích thước, như các bác nào cần kích thước chuẩn thì có thể kết bạn qua Zalo để em nhắn kích thước cho các bác. Thùng này thì bên cửa hàng em làm chất lượng luôn, gỗ rất dày các bác nhé. Và thùng chôn gen lục giác và ke góc đầy đủ luôn. Đây bây giờ em đi vào giới thiệu nhé. Lên cho các bác lắp cho các bác là chép 750 neo bi các bác nhé. Chép 750 neo bi của giờ xe. Nắp nhôm các bác nhé. Con này côn 75 dây dẹt. Đấy. Đấy. Và sử dụng họng phễu của nó, họng phễu đại các bác nhé. 23x35. Có ô cắm, ô đế đỡ chép ở trong này. Chôn gen lục giác các bác nhìn thấy chưa? Chắc chắn tuyệt đối cho các bác luôn nhé. Về củ bát em sử dụng củ bát 40 của NG335, chính hãng của NG các bác nhé. Con này thì cho các bác đánh sân khấu rất hay này, rất khỏe, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Đây, bản xương cao cấp của NG335 này, xương trẻ đôi các bác nhé, xương nhôm. Màng mặt dưới màng nó sẽ như này, cọc chạm đồng này. Cái bát 335 này bác nào dùng rồi thì khỏi phải bàn luôn nhé. Dây điện bọc từ ngoài vào trong. Con này từ 190 các bác nhé. Từ dày, bích dày, côn 76. Bát này khá nặng các bác nhé. Đây. Con này đấy, nặng quá. Con này gân vải 2 gân, màng xếp đi lượn sóng các bác nhé. Đây là mũ của này. Đánh keo xung quanh này. Quá xịn sò luôn. Con này tiếng rất hay nha các bác, chơi mọi đánh mọi dòng nhạc cho em. Thùng này, hai thanh thông hơi phần mặt trước hình tam giác này, ke góc đầy đủ này. Bên trong là lót toàn bộ bông mút trứng này. Ghép với phân thần F1518, hai bóng đèn chống hé chép, phân thần này hai cuộn đồng rất to. Tiết diện dây lớn tải rất tốt nha, phân này em lắp cho các bác chơi sân khấu rất nhiều rồi. Rất hay rồi, bán rất nhiều phân thần này. Đấy. Quay trở lại test nhạc cho các bác nha. Thùng này, chôn gen lục giác cũ rất dày này. Bát nặng quá các bạn. Các bác cùng nghe nha, rất hay luôn. Đây là một cấu hình chất lượng cho các bác. Cấu hình này các bác phải chơi với cục đẩy 800W nhá. We'll be right back.
Ở video này em test một đoạn nhạc ngắn thôi. Video phần 2 em sẽ hát karaoke trên đôi này. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Với cấu hình này thì anh em thợ mà lấy số lượng này, giá rất rẻ nhé. Các bác cứ điện trực tiếp cho em hoặc có thể nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Thì các bác chơi cấu hình này thì khỏi phải bàn luôn. Đấy, hàng bên em thì em giới thiệu video như nào để các bác nhận hàng như thế các bác nhé. Chỉ muốn mang đến sản phẩm tốt cho các bác dùng lên một đôi loa về phải hay luôn, phải bền luôn. Mua hàng các bác điện cho em nhé. Video này em xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Các bác có thể lắp với chép 750 NLB này này, hoặc các bác có thể thay đổi nhé, lắp với một số dòng chép này đều hay các bác nhé. Ví dụ các bác lắp chép nào, ghép cái chép nào thì các bác bảo em đều ok. Tại vì những dòng chép này là đều những dòng chép hay cho các bác dựng loa. Các bác có thể sử dụng này, chép 750, chép 850 neo khối của NZ này. Con này côn 75 dây rèn, cối nhôm nhá, N7505 này. Hoặc các bác có thể lắp với chép 750 neo của Hewell này. Hoặc các bác có thể lắp với dòng chép 750 của Từ Thường này, JBL này, con này từ 170 nhá, côn 75. Hoặc các bác có thể lắp với dòng chép 750 của JBL này. Con này nắp hoa khế các bác nhá, từ 170 côn 75. Chép NLB này. Các bác có thể lắp với dòng chép 450 của NZ, HG440-8. Con này bản chép 450 cao cấp từ to các bác nhé. Đấy, dùng con này cũng ok này, côn 44 dây rèn. Còn xịn nữa thì các bác dùng con này, chép 750 của NZ, HG740-8. Con này từ 170 côn 75, dây rèn cối nhôm này. Lắp con này rất hay con này. Nếu bác nào muốn Từ Thường thì lắp con này. Đấy, thôi nha, em xin dừng video.